Giá bán thực tế Vinhome Ocean Park 2 tháng 5 2024 ra sao? Và những ảnh mới nhất về hệ thống đại tiện ích, trung tâm thương mại Vincom, bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool bao giờ đi vào hoạt động? Xin chào quý anh chị quay trở lại với Mr. Anh Bất Động Sản. Và trước khi bắt đầu video, anh chị vui lòng đừng quên dành tặng anh một like, một đăng ký kênh để Hoàng có thêm lực làm nhiều video tiếp theo để chia sẻ đến chị trong thời gian tới. Và đây là hình mới nhất trong ngày khai trương cây thao 26 tháng 4 vừa qua anh chị ạ. Hôm đó thì Hoàng cũng có dịp trải nghiệm ở đây và thực sự thì sự kiện đã thu hút được rất nhiều anh chị đến đây tham quan và du lịch. Hôm đó thì có sự kiện ca nhạc này, có bắn pháo hoa tầm cao. Do đó thì cái việc mà đông du khách đến là chuyện bình thường anh chị ạ. Và tuy nhiên thì sau gần một tháng đi hoạt động, tính đến ngày hôm nay ấy, thì cá nhân Hoàng thấy là cây thao hoạt động không hiệu quả bằng Verni. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu như mà chỉ là những hàng quán ăn uống ấy, thì có lẽ là không đủ sức nặng để thu hút các anh chị đến đây du lịch hoặc là đến tham quan trải nghiệm. Hầu hết những cái điểm gọi là sức nặng nhất ấy, nó đều nằm ở bên Verni hết anh chị ạ. Ví như thế là dòng sông Verni nhân tạo này, dài 800m này, rồi sâu diễn thực cảnh này, rồi bắn pháo hoa hàng ngày và cuối tuần là tầm cao này. Tuy nhiên thì nói đi phải nói lại là chủ tịch Vinhome đã rất nỗ lực trong thời gian vừa qua để kéo được rất nhiều thiệu lớn của Hàn Quốc về đây kinh doanh. Nếu như anh chị cư dân ấy, mà có nhu cầu cho con em mình theo học các hệ thống giáo dục của Hàn Quốc ấy, thì ở cây thao này sẽ có trong lần tới. Một điểm mà Hoàng nhận ra là gì? Ở cây thao này thì hoàn thiện và có thời gian chuẩn bị lâu hơn Verni. Do đó cái chất lượng bàn giao, chất lượng hoàn thiện của cây thao tốt hơn Verni. Không biết là anh chị đã một lần trải nghiệm đến đây để xem cái show diễn thực cảnh của dòng sông Verni này hay chưa? Nếu như bị chưa ấy, thì Hoàng khuyên anh chị hãy đến đây trải nghiệm một lần. Vì ở đây đang thu hút được rất nhiều du khách của toàn bộ miền Bắc đến đây vào mỗi dịp cuối tuần. Có thể nói là thu hút hàng triệu khách du lịch trong thời gian vừa qua. Và đây hình mới nhất về tiến độ của tòa tháp văn phòng Vincom. Tòa tháp văn phòng 30 tầng và trung tâm thương mại Vincom Megamall. Ở trung tâm thương mại này lớn nhất hệ thống anh chị nhé. Nó quy mô là 7,45 hectare với gồm 2 tầng hầm và 3 tầng nổi. Với tổng số gian hàng khoảng 160 gian hàng. Không biết là anh chị cư dân đã về ở đây có suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà cá nhân Hoàng là một cư dân chuyển về từ tháng 9 2023 vừa qua ấy, thì mỗi lần đi qua đây Hoàng rất là mong ngóng cái Vincom này được đưa vào hoạt động. Theo dự kiến tiến độ của chủ tư ấy, thì tháng 12 2024 này, tức là đầu đó các nhà thầu và chủ tư Vinhome ấy, sẽ có khoảng 7 tháng để thi công và khai trương cái trung tâm thương mại lớn nhất hệ thống như này. Thực sự thì cái nhu cầu ăn uống, vui chơi giải trí ấy, của Vincom ấy, nó sẽ đáp ứng được rất nhiều cái nhu cầu của anh chị cư dân. Và phần nào đó ấy, Hoài nghĩ là cũng là một cái động lực rất lớn để mà các anh chị mà chưa quyết định về ở tại Vinhome Park 23 ấy, có thể sẽ có thêm động lực để mình có thể là quyết định về ở sớm ở đây hơn. Bởi vì sao? Bởi vì Verni cây thao mặc dù thu hút là thế, nhưng mà thực sự Hoàng đã trải nghiệm thì Hoàng vẫn thấy là vẫn thiếu, vẫn cần những cái thương hiệu lớn của Vincom. Và đâu đó chỉ mất 7 tháng nữa thôi, chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm cái Vincom lớn nhất cả nước ở đây. Và trong mùa hè vừa qua ấy, thì chủ tịch Vinhome đã đưa vào động lại cái hồ tạo sóng Royal Park này. Tuy nhiên thì bản thân Hoàng quan sát thì có lẽ là do năm thứ hai đi vận động nên là cái du khách đến đây vào dịp cuối tuần ý, nó không được đông như năm ngoái. Nếu như năm ngoái là cái thời điểm khai trương ý, thực sự là mỗi cuối tuần ý, Hoàng thấy là có cả ngàn cái ô tô con đến đây để tham quan, để tắm biển. Ngoài ra thì có lẽ một phần lý do Hoàng có tìm hiểu giá ý, là do cái giá vé năm nay ý, nó đắt hơn năm ngoái rồi. Năm nay giá vé một lượt vào đây trải nghiệm năm nay ý, nó sẽ dao động khoảng từ 200 cho đến 250.000. Đó, thì một phần nào đó thì có lẽ Hoàng nghĩ là các anh chị ở tỉnh ấy cũng sẽ có những cái gọi là ngại hơn so với những năm ngoái. Vì nếu như đi cả gia đình thì cũng sẽ là tương đối mất nhiều tiền. Và giờ Hoàng sẽ cập nhật cho anh chị cái giá bán chuyển nhượng thực tế của phân khu San Hô. Các căn 60m liền kề, giá chuyển nhượng giao dịch đang khoảng 8 tỷ rưỡi đến 8 tỷ 6. 141-143 triệu mét
căn 65m là 8.7-8.9, 134-137 triệu một mét. Căn 70m là 9.5-9.7, 136-139 triệu một mét. Căn 96m là 12.9, 134 triệu một mét. Căn shop house đường lớn 80m, 12.5, 156 triệu một mét. Các căn 90m là 17.189 triệu một mét. Các căn xâm lập 120m là 21.175 triệu một mét. Và các căn xâm lập 160m là 30.187,5 triệu một mét. Các căn đơn lập có ngắn căn lên đến 320m, căn góc giá 55 tỷ, tức là 175 triệu một mét vuông. Về cơ bản thì Hoài nghĩ là san hô này thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mùa hè và phụ thuộc rất nhiều vào tiến độ thi công chung cư của Masterline Home 15 tòa quanh hồ Tạo Sóng này, sát với phân khu san hô này. Hiện nay thì cá nhân Hoành đánh giá là san hô là một trong những phân khu mà nếu như mà đầu tư ấy, thì anh chị nên đầu tư vào các căn shop house đường lớn vì số lượng rất là khan hiếm. Và trong tương lai ấy, khi mà cái chung cư 15 tòa chung cư của Masterline này đi vào hoạt động thì cư dân của chung cư cao tầng ấy, sẽ đổ xuống đây sử dụng dịch vụ. Do đó cái shop house của các cái dãy san hô 4, 7, 13, 19 ấy, sẽ tăng giá rất nhiều trong lần tới. Và đây là ngã tư giao giữa đại lộ san hô, đường Đại Dương và đại lộ Ngọc Trai. Ở đây thì có rất nhiều cái shop house thương mại dịch vụ Mega Center Point đã đi hoạt động trong thời gian vừa qua. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cập nhật giá bán của phân khu Kinh Đô anh chị nhé. Kinh Đô có lẽ là vị trí trung tâm của trung tâm rồi. Nếu mà đẹp thì có lẽ là không cần phải bàn đến nữa. Tuy nhiên hiện nay thì Hoành thấy quan sát thực tế là tương đối buồn anh chị ạ. Phân khu Kinh Đô thì các căn shop house 75m, 12.5-13.5 tỷ, 167-180 triệu một mét. Các căn song lập 150m, 23-25 tỷ, 153-167 triệu một mét. Các căn song lập phố đi bộ 153m, từ 30-32 tỷ, dao động từ 196-210 triệu một mét. Và các căn phố đi bộ 170m, 38-40 tỷ, dao động từ 223-235 triệu một mét. Cá biệt có những căn đơn lập view quảng trường ấy, với diện tích 217m, khoảng 69 tỷ, đơn giá lên đến 318 triệu một mét vuông anh chị nhé. Thực sự là giá bán của Kinh Đô Ánh Sáng nó vẫn là một cái gì đó khác biệt so với phần còn lại chị ạ. Kinh Đô Ánh Sáng và Ngọc Trai là hai phân khu có mức giá gọi là vượt trội hơn so với các phân khu còn lại của Vinhomes Park 2. Hiện nay thì Kinh Đô thực sự là không được sầm uất so với những phân khu gần với cây thao, gần với Verney ở bên Ocean Park 3 chị ạ. Cái phố đi bộ hiện nay thì do chưa có hoạt động và cá nhân mình thấy là phố đi bộ hiện nay thì không có cái khả năng kinh doanh tốt bằng so với những cái phân khu mà gần với cây thao và Verney. Và hy vọng trong lần tới thì cái phân khu Kinh Đô này khi mà Vincom đi hoạt động sẽ có cái sự sôi động hơn, thì làm sao mà các anh chị cư dân của Kinh Đô phần nào đó sẽ cảm giác yên tâm hơn, cảm giác vui sướng hơn đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phân khu Sao Biển. Và phân khu Sao Biển này thì các căn shop house 48m hiện nay giá giao dịch khoảng 6.3-6.5 tỷ, đơn giá 131-135 triệu một mét vuông. 56m 7.7-7.3, 125-130 triệu một mét vuông. 58.5m shop house 7.8-8 tỷ, 133-137 triệu một mét vuông. Căn shop house 65m 9.0-9.2 tỷ, đơn giá 138-141 triệu một mét vuông. Các căn 67.5m giá bán khoảng 8.5-9 tỷ, đơn giá từ 126 triệu một mét vuông cho đến 133 triệu một mét vuông. Những căn shop house ở dãy Sao Biển không chố, đường 20m, 109.2 mét vuông, giá giao dịch khoảng 17,5 tỷ cho đến 18,5 tỷ với đơn giá 160 cho đến 170 triệu một mét vuông. Và cuối cùng là các căn song lập view trực diện công viên trung tâm Empire Park với diện tích đất 170 mét vuông với giá giao dịch khoảng 35 cho đến 40 tỷ với đơn giá 205 cho đến 235 triệu một mét vuông. Phân khu Sao Biển là phân khu được quy hoạch 100% kinh doanh anh chị nhé, với hơn 2.400 căn đều được kinh doanh hết. Không biết anh chị có thấy vị trí của Sao Biển tốt không? Tuy nhiên cá nhân bản thân Hoành nghĩ là Sao Biển ấy, nếu như anh chị mà mua ở ấy, thì nó không phù hợp. Vì sao? Vì anh chị mà ở ấy, thì không biết là hàng xóm sẽ kinh doanh gì đâu ạ.
có thể mở quán bia, có thể nhập hàng đêm, có thể là mở quán phở, thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến cuộc sống đều. Đấy là quan điểm cá nhân của anh. Không biết anh chị nghĩ như nào, anh chị có thể comment để chia sẻ ở video này ở bên dưới nhé. Tuy nhiên thì nói đi và nói lại là phân khu xoay biển có vị trí rất là trung tâm. Nếu như anh chị mà có nhu cầu mua để đầu tư kinh doanh ấy, tức là mình tự làm văn phòng, tự làm showroom, tự làm kho, tự kinh doanh khai thác ấy, thì nó cũng là một cái phân khu mà anh chị có thể cân nhắc. Còn nếu như mà ở góc độ mà thanh khoản ấy, thì cá nhân anh thấy là số lượng sản phẩm của sao biển với các căn liền kề nhỏ, các căn shop house nhỏ thì thực sự nó không có cái điểm khác biệt, không có độ khan hiếm so với những loại hình khác ở các phân khu khác. Đó thì đấy là quan điểm cá nhân Hoàng chia sẻ đến anh chị với góc nhìn để mong muốn đưa đến anh chị những cái thông tin nó khách quan, nó chân thực nhất, để từ đó anh chị có thể có những quyết định đầu tư, có thể mua điều làm sao cho nó phù hợp nhất với nhu cầu và tài chính của gia đình mình. Viscoon thì hiện nay đã đi vào hoàn thiện đến các bước cuối cùng của anh chị ạ. Đầu đó thì tháng 8 này, cái trường liên cấp Viscoon này bắt đầu tuyển sinh. Và ở đây sẽ có đầy đủ từ mầm non cho đến tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông anh chị nhé. Với quy mô đến 6 hectare như này thì có lẽ là sẽ đáp ứng được đầy đủ được nhu cầu ăn học của con em cư dân trong tương lai. Cái phần diện tích trống đó là phần mà sẽ xây dựng các cái sân thể thao, sân bóng đá, sân bóng rổ, bóng chuyền, sân tennis đó anh chị ạ. Và nhìn từ trên cao các khối nhà như này thì thực sự là thiết kế của Viscoon Ocean Park 2 rất là đẹp anh chị ạ. Các khối nhà như này thì ánh sáng sẽ tràn ngập vào các cái phòng học. Và nếu như anh chị mà có con em cư dân mà muốn là có chỗ học để có thể về đây sinh sống ấy, thì anh chị có thể là yên tâm từ tháng 8 này là có thể là bắt đầu học ở đây rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phân khu Cọ Xanh và Hải Âu, hai phân khu gần với Viscoon nhất và hai phân khu mở. Cọ Xanh thì giá bán căn 48m khoảng 5,8 đến 6 tỷ, được giá 121 triệu đến 125 triệu một mét vuông. Căn 52m 6,2 đến 6,3 tỷ, 56m 6,8 đến 7 tỷ, căn 62,5 m mặt tiền 5m 7,3 đến 7,5 tỷ, 117 cho đến 120 triệu một mét vuông. Các căn 65 m của Cọ Xanh 5 x 13 giá bán 7,5 cho đến 7,8 tỷ, 115 cho đến 120 triệu một mét vuông. Các căn 75 m 9,2 cho đến 9,5 tỷ và căn 80 m 9,5 cho đến 10 tỷ. Các căn tứ lập của Cọ Xanh 120 m giá bán hiện nay khoảng 14 cho đến 15 tỷ, tức là chia đơn giá là 117 triệu đến 125 triệu một mét vuông. Không biết là anh chị nhìn từ trên cao thì có thể là thấy là hiện nay thì tỷ lệ mật độ xây dựng ở đây tương đối cao. Vì sao? Vì diện tích các căn liền kề nhỏ nó tương đối nhiều. Do đó nếu như nhìn trên cao ấy thì anh chị sẽ thấy nó hơi ngược một tí. Tuy nhiên ấy thì có lẽ là cần thời gian khi mà các anh chị cư dân về ở ấy, sẽ cây cối sẽ mất 2-3 năm ấy, sẽ xanh tốt hơn. Và nhìn từ góc độ bên dưới đường ấy, thì phần nào đó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Công viên ven sông Sin Park này thì hiện nay cũng đã rất là xanh tốt rồi. Và nếu như mà mỗi buổi sáng, buổi chiều ấy, anh chị được trải nghiệm ở đây, được chạy bộ và được đi bộ ở đây thì có lẽ cũng rất là thú vị đó anh chị ạ. Tiếp theo anh sẽ cập nhật cho anh chị cái giá bán phân khu Hải Âu 48m 5,6 đến 5,8 tỷ, 56m 6,5 đến 6,6 tỷ, 65m của Hải Âu là 7,4 đến 7,5 tỷ, 75m là 8,7 đến 9 tỷ, 78m 6 x 13 là 9 tỷ cho đến 9 tỷ 2. Các tứ lập của Hải Âu 120m thì giá bán khoảng 13 tỷ 8 cho đến 14 tỷ rưỡi tùy vị trí. Và các song lập 162m view trực diện công viên và bể bơi của Hải Âu ấy, giá bán khoảng 25 cho đến 26 tỷ với đơn giá 155 triệu cho đến 161 triệu một mét vuông. Và giá bán này Hoàng có theo dõi là giá bán chuyển nhượng thực tế anh chị nhé. Phần nào đó có thể là tùy căn và tùy cái giá bán của chủ nhà mong muốn đưa ra. Tuy nhiên thì Hoàng đã mất rất nhiều thời gian để tổng hợp và chia sẻ đến anh chị ở video này. Với mong muốn là các anh chị chủ nhà ấy, nếu mà có xem video này ấy, anh chị có thể biết được cái giá thực tế chuyển nhượng là bao nhiêu để anh chị có thể đưa ra cái giá bán nó sát với thị trường nhất, làm sao để có thể bán được nhanh nhất. Và các anh chị có nhu cầu mua điều hoặc đầu tư, anh chị có thể biết được cái khung giá thực tế đang giao dịch là bao nhiêu, để từ đó anh chị có thể có lựa chọn và quyết định nó hiệu quả, tránh mất thời gian và mất công sức tìm hiểu những cái thông tin nó không chính thống. Tiếp đến
Hoàng mời anh chị chúng ta đến cái phân khu đảo Dừa, phân khu khép kín rất là hot trong thời gian vừa qua. Đảo Dừa là cùng với Ngọc Trai là một trong hai phân khu khép kín an ninh 24/7 và có bể bơi 4 mùa. Căn shop house của đảo Dừa 75m ở mặt ngoài dao động 11 tỷ rưỡi đến 12 tỷ, 153-160 triệu mét vuông. Các căn liền kề từ 56m² hoặc 7,2 đến 7,5 tỷ. Căn 63m 8,7 đến 9 tỷ, các căn 70m liền kề 9,2 đến 9,5 tỷ. Căn 80m từ 10,8 đến 11 tỷ. Căn tứ lập của đảo Dừa 120m dao động từ 15 đến 16 tỷ tùy phương án thanh toán, tùy vị trí. Căn song lập 136m view trực diện vườn hoa 23 đến 24 tỷ. 180m view trực diện dòng sông của đảo Dừa dao động từ 31 đến 32 tỷ. 172-177 triệu một mét vuông. Và cuối cùng là căn đơn lập góc 212m², dao động khoảng từ 32 cho đến 35 tỷ, với đơn giá là 151 triệu cho đến 165 triệu một mét vuông. Nếu như mà Hoàng được lựa chọn để ở ấy, thì Hoàng cũng thích đảo Dừa anh chị ạ. Vì nếu như Ngọc Trai giá rất là cao không chạm được ấy, với cái tài chính vừa phải ấy, thì Hoàng cũng rất thích đảo Dừa. Vì sao? Vì bản thân Hoàng hướng nội vẫn mong muốn là cái khu nhà mình có an ninh khép kín và không có quá nhiều người đi lại. Và mỗi buổi chiều mình có thể đi bộ trong cái công viên ven sông đảo Dừa này, nó rất là yên tĩnh so với các công viên khác. Và mình có thể đi ra công viên trung tâm cũng rất là gần. Hiện nay thì công viên đảo Dừa này về cơ bản thì đã xanh rồi. Tuy nhiên thì giống như các video trước ấy, Hoàng cũng phải chê một tí. Vì thực sự là cái cảnh quan ở công viên đảo Dừa này, chủ tịch Vidom không đầu tư bằng cái công viên ở Trà Là. Và đây là tiến độ mới nhất của bệnh viện quốc tế Vinmec, bệnh viện gọi là 5 sao nghỉ dưỡng anh chị ạ. Hiện nay thì các cái biệt thự nghỉ dưỡng đã lên phần thô đến tầng 2 rồi. Và cái khối nhà trung tâm đang thi công đến cái cao cột của tầng 1 rồi. Cái hồ cảnh quan cũng đã được thành hình rồi. Và Vinmec này sẽ đi vào động vào 2025 anh chị nhé. Đối diện với bệnh viện Vinmec là các cái dãy shop house Mega Complex 50 năm đang thi công đến bước hoàn thiện mặt ngoài rồi. Thực sự là số lượng cái shop house thương mại dịch vụ ở Vinhomes 2 tương đối nhiều anh chị ạ. Và không biết là có lẽ là nếu mà muốn khai thác tốt các cái shop house thương mại dịch vụ này ấy, thì mình nghĩ là phải cần thời gian rất là nhiều. Và quan trọng nhất ấy là cư dân của các dự án nhà xã hội Happy Home mấy chục tòa và 24 tòa chung cư cao cấp của Masterline Home ở bên số 2 và 10 tòa ở số 3 phải sớm đi vào xây dựng, thì khi đó thì Hoàng nghĩ là cái việc shop house ở đây thì mới có thể hoạt động tốt được. Cuối cùng là phân khu Trà Là, phân khu đối diện với khu nhà xã hội. Trà Là hiện nay là có các anh chị cư dân về ở nhiều nhất, đầu đó Hoàng đếm buổi tối nó gần 500 anh chị cư dân đã về đây ở rồi. Vì đơn giản là Trà Là có mức giá rất là tốt và công viên của Trà Là cũng rất là đẹp anh chị ạ. Không phải Hoàng ở Trà Là 15 mà Hoàng khen Trà Là đâu. Và đây là hình ảnh mới nhất về khu đất phát triển nhà xã hội trong tương lai. Gần 30 hectare anh chị nhé, với thương hiệu Happy Home. Hiện nay thì Hoàng quan sát là không phải là đang khởi công cái nhà xã hội đâu anh chị ạ. Đây là cái phần đất mà Hoàng có quan sát là các nhà thầu đã đào móng ở khu Vincom Megamall ấy, thì hiện nay đang đổ hết ở đây để có thể sử dụng trong lần tới. Đó chứ không phải là nhà xã hội của Trà Là đã khởi công đâu. Nếu mà nhà xã hội này mà khởi công thì Hoàng chúc mừng các anh chị đã đầu tư vào shop house Trà Là 15. Vì khi đó thì thực sự giá bán nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Căn 48m của Trà Là là 5 tỷ 8 đến 6 tỷ, 58,5 đến 6,8 đến 71 tỷ. Căn 63m của Trà Là là 7,3 đến 7,5 tỷ. 70m của Trà Là khoảng 8 tỷ đến 8 tỷ 3. Căn song lập của Trà Là thì dao động từ 14 đến 15 tỷ với căn thường. Các căn view vườn hoa thì dao động từ 17 cho đến 18 tỷ. Shop house Trà Là 5 70m 8,5 đến 9 tỷ. Shop house Trà Là 15 70m đường 20m đối diện với nhà xã hội khoảng 9,2 đến 9,5 tỷ. Và căn Đại lộ Ngọc Trai 100m khoảng 2x tỷ. Và cuối cùng là tiến độ mới nhất của khu VIP nhất ở Super 2, biệt thự đảo Ngọc Trai. Hiện nay biệt thự đảo Ngọc Trai này Hoàng có khám phá thực tế thì hiện nay chưa có anh chị cư dân nào về tiên phong về đấy để ở anh chị nhé. Với giá bán tương đối cao thì hiện nay là Ngọc Trai cũng không có nhiều thành khoản anh chị ạ. Và Hoàng có tìm hiểu thì phần khu Ngọc Trai ở Bắc 2 này quỹ hàng chủ tư mới bán được khoảng một nửa thôi anh chị ạ. Tức là trong 387 căn ấy,
vẫn còn khoảng một nửa và đa số là quỹ hàng của Master Home. Và anh chị nhìn thấy các cái nhánh đảo chưa xây ấy, thì đấy là toàn bộ các quỹ đất mà Master Home đã mua rồi và vẫn chưa xây. Vừa rồi điều anh đã cùng anh chị chúng ta cùng dạo qua một vòng tiến độ thực tế các hệ thống tiện ích của Osbach 2, và anh có cập nhật cho anh chị cái giá bán mới nhất của dự án này. Thực sự anh rất là mất rất nhiều thời gian và công sức để làm video này, để chia sẻ đến anh chị cư dân, chia sẻ đến anh chị khách hàng với mong muốn anh chị có những cái góc nhìn thực tế nhất về giá và những hình ảnh mới nhất về tiến độ, để từ đó anh chị có thể đưa ra những quyết định đầu tư, quyết định mua cho riêng mình. Và tất nhiên rồi, nếu như chị có nhu cầu tìm hiểu đầu tư hoặc mua điều tại Vinospark 23, anh chị đừng ngần ngại, hãy liệt với anh có số hotline trên màn hình. Hoàng tự tin với 9 năm kinh nghiệm chuyên sâu bất động sản của Vinhome, Hoàng là cư dân của Cha La 15, văn phòng của anh ở Cha La 15, Hoàng sẽ đưa đến chị những cái căn có giá tốt nhất và đưa đến cho chị những góc nhìn so sánh khách quan mà anh chị có thể dễ quyết định hơn so với anh chị tự tìm hiểu và tham khảo những thông tin ở những nguồn khác. Và cảm ơn chị đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại chị ở những video tiếp theo.